bỏ lại xe máy, cô gái nhảy cầu Thủ Thiêm 2. Cô gái để lại chiếc xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn. Đến 13 giờ chiều ngày 30 tháng 3, công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông Sài Gòn. Thông tin ban đầu khoảng 12 trưa, cô gái chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2, phường Bến Nghé, hướng từ quận 1 đi thành phố Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, cô gái bất ngờ bỏ lại xe máy, leo qua lan can rồi gieo mình xuống sông, mất tích. Do sự việc diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp can ngăn. Nhận được thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an quận 1 huy động lực lượng có mặt tại hiện trường lặn mò tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ghi nhận tại hiện trường, trên thành cầu có đôi dép và chiếc xe tay ga 59X202674 của nạn nhân để lại. Đến 13 giờ 30 công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục.